mời mọi người thưởng thức chất ăn của con M70 hiệu Victor. Thì bây giờ cũng đã khuya rồi, mới nhỏ rồi. Test luôn cái chức năng tua nhớ bài. Đây. Nhấn xong sau. Rồi, nó đã nhảy, tất nhiên là play. Dòng đời là chuỗi tiếc nhớ, mơ vui là lúc ngàn đắng cay. Sẽ tâm hồn tàn đêm, tôi khóc khi trời mưa buồn thất hiu. Lòng mình thầm nhớ dĩ vãng, đau tiến chân người đi buồn che đôi mắt thâm ướt khi biệt ly. Ôi lòng mình đã mất số ba rồi. Nghe tim mình ra buốt. Hiện tại là volume em đang đỡ cái mức số 3 thôi, nhưng mà cái tiếng rất là to, với lại bây giờ là cũng tầm gần 10 giờ rồi, cho nên là không có dám mở to. Con này nó có chế độ low lết nữa, thì nó tiếng bass nó rất là dữ, tiếng chép nó lên cao, nó không có bị ché, nó rất là nhuyễn. Đây, hàng về thì bé này mới lắm, nói chung là kiềng lo đồ này nọ là mới ken à, cái màn lo thì xanh. Con này có cái chức năng chỉnh tốc độ ngồi rất là tiện lợi ha, anh em không có sợ phải nhanh chậm, muốn chậm thì mình vặn ngược kim đồng hồ cái nút này, muốn nhanh thì mình chỉnh lên. Thì nói chung là con này nó đẹp, mà kêu đẹp xuất sắc thì nó không có đẹp xuất sắc đâu, mà cũng thuộc loại đẹp rồi. Đèn này, giải đèn này là giải đèn led, mình độ led thêm cho nó sặc sỡ, nhìn nó đẹp hơn, nó nổi lên chút xíu, nhìn nó hay thôi. Nhìn thực tế thì nó càng đẹp hơn mà mình quay qua clip nữa. Đây, bên này cũng vậy. Thì cái dòng này nó rất là nặng nha, con này nặng lắm. M70, 80, 90 rồi đó. Tôi coi sẽ nát không gian, gió thương vô vàn. Nhìn theo bóng tàu dần khuất trong màn đêm. Thương nhớ bao lần đi về với tôi, mà người còn vắng bóng mãi, hay duyên nồng thắm ngày ấy. Câu thời gian là thuốc tiên, đời việc gì đến sẽ đến, nhưng ai bạc béo mình vẫn không. Rồi anh em lưu ý thì khi mình muốn sử dụng cái chế độ thì mình bấm song song hai nút nha. Con này là FM 90 rồi, nhưng mà thợ dọn thì có can thiệp rồi, đã can thiệp vào cái bo FM, bo radio để họ kéo lên thì bắt cũng được khá là nhiều đài. Thì nói chung thì nó không thể nào mà nó full được cái sóng như FM 108 zin của những con đài FM 108, nhưng mà mình can thiệp thì mình bắt
cái số lượng đài của nó cũng tăng rất là nhiều và nó nét. Rồi chiếc này em giao lưu là 5,5 triệu ha, 5,5 triệu cho chiếc Victor với model là M70. Con này thì rất là nổi tiếng rồi, rất là nổi tiếng. Thì nói chung máy này nó còn đẹp, hạng vừa đẹp thôi chứ không xuất sắc nha. Thì theo em là em bảo là không xuất sắc thôi, em cũng quay cận cảnh và hình chi tiết cho anh em xem. Đó, mọi chức năng là hoạt động tốt hết, hết băng tự stop, đèn vu nhảy, tua tới tua lùi ok, ok luôn. Cái phần đây mạ chrome này thì rất là mới rồi, máy nặng cực nặng, một tay xách nặng quá. Rồi giao lưu chiếc này 5,5 triệu, anh em nào quan tâm thì liên hệ em vào cái số điện thoại em để trên cái tút ha. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip.